Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 12 tháng 10, tại khuôn viên di tích lịch sử cấp tỉnh, nhà bia tưởng niệm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, Đảng bộ và nhân dân huyện Dòng Riền trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm ngày hy sinh của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, bí danh Hồng Hạnh, ngày 12 tháng 10 năm 1960, ngày 12 tháng 10 năm 2023. Tham dự lễ có đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Mai Văn Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở ban ngành tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, Huyện ủy qua các thời kỳ, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các vị chức sắc tôn giáo cùng đông đảo nhân dân trong huyện về dự lễ. Chương trình lễ dân hương kỷ niệm 63 năm ngày hy sinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương được bắt đầu với tiếng trống hội. Chương trình nghệ thuật do Trung tâm Văn hóa tỉnh phụ trách, đội tiêu binh dân dòng qua mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ và dòng qua tưởng niệm 63 năm ngày hy sinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương. Đoàn cán bộ Hội viên Phụ nữ huyện lên dân qua và chủ lễ đồng chí Cao Quốc Điện, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Dòng Riền lên thắp hương dân lễ. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, huyện Dòng Riền là một trong những địa bàn tranh chấp quyết liệt giữa ta với địch, là chiến trường ác liệt của quân khu 9. Mai Thị Nương sinh năm 1938 tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Dòng Riền, lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước, chứng kiến cảnh quân thù giày xéo quê hương, giết hại dân làng, lòng căm hận quân giặc trào dâng đã thôi thúc Mai Thị Nương đi theo các chú các bác cán bộ làm cách mạng. Tháng 10 năm 1957, chị Mai Thị Nương tham gia công tác giao liên, được đặt bí danh Hồng Hạnh. Với nhiều thành tích trong công tác và phẩm chất tốt, tháng 6 năm 1958, Hồng Hạnh được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng. Trong một thời gian không lâu, Hồng Hạnh đã xây dựng được nhiều cơ sở mật trong quần chúng. Đầu năm 1959, Hồng Hạnh được tổ chức đưa vào hoạt động bí mật và phân công làm đội trưởng đội vũ trang, kiêm bí thư chi đoàn của xã Thạnh Quà. Tháng 9 năm 1960, trong lúc Hồng Hạnh họp bàn cùng với đội vũ trang, thì đơn vị biệt kích do Võ Văn Sang cầm đầu bí mật bao vây. Hồng Hạnh ra lệnh cho đồng đội rút lui, còn mình thì chạy ra đồng đánh lạc hướng địch và chị bị bắt. Sự hy sinh ấy là biểu tượng cho một lòng một dạ kiên trung và đặt xứng đáng danh anh hùng, dẫu cho máu có đổ thịt có rơi, xác thân đau đớn tột cùng, biết cách chết sắp tới nhưng không hề run sợ, không một tiếng rên than, không một lời văn sinh mà còn dõng dạc tôn vinh Đảng, Bác Hồ, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, giữ chọn cái tiết của người đảng viên cộng sản, sự hy sinh vì dân vì nước, với cái phách hiên ngang bất khuất, cái chết ấy thật vinh quang và trở thành bất tử, tiếng thơm còn lưu mãi với thời gian. Với tất cả tấm lòng thành, Đảng bộ quân và dân huyện Dòng Riền lập đền tưởng niệm, hàng năm đến ngày 12 tháng 10 tổ chức lễ dân hương tưởng nhớ và tri ân anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương cùng các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do cho dân tộc. Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ quân dân trong huyện liên tục phấn đấu không ngừng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, kiên định mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện nghiêm và vận dụng sáng tạo có hiệu quả chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, giữ vững sự đoàn kết nhất trí trên dưới một lòng, đã đưa huyện nhà phát triển toàn diện cái về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng lên cả về vật chất và lẫn tinh thần. Tiếp theo là nghi thức dân hương, mẹ Việt Nam anh hùng, các đại biểu trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, huyện, các mạnh thường quân, các công ty, doanh nghiệp, thân nhân gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, các chức sắc tôn giáo dân tộc và bà con nhân dân lên dân hương tưởng niệm. Tại buổi lễ, Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Mai Văn Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh, huyện thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cổng khuôn viên bia tưởng niệm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương và kéo phong khánh thành bức phù điêu.